Bạn bè trong đời sẽ đến và đi, và đó là chuyện bình thường. Việc mà mình có thể làm là quý trọng bạn khi mà cả hai còn có nhau, và chúc bạn may mắn khi mà bạn ra đi. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có rất là nhiều người bạn đến và đi, và chỉ vì một người đã ra đi không có nghĩa là người ta không phải bạn tốt của mình. Có thể ngày xưa cuộc sống của mình và bạn còn giống nhau và còn có nhiều điểm chung cho nên là chơi với nhau, còn bây giờ cuộc sống của hai người đã quá khác nhau rồi, không còn điểm gì chung nữa để kết nối.